Hai chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tờ mờ sáng thì hai anh em đã đến một cái điểm câu. Hôm trước mình câu mà trời mưa quá mà là cũng có cá nhưng mà nó không có ăn nhiều. Hôm nay mời các bạn cùng theo chân hai anh em mình để chinh phục cái điểm này nha. Đó thì hai anh em hôm nay sử dụng hai cần máy đứng tại cái địa hình lắm gì hết trơn. Địa hình này hơi khó. Đâu? Đó, địa hình này khó khăn. Cẩn thận nha. Sáng chưa tắm rửa gì á. Rồi mời các bạn cùng theo chân anh em mình nha. Đó mọi người, thì cuối cùng hai anh em đã đến điểm câu rồi. Hai anh em nay sử dụng máy đứng tại cái vườn dừa nè. Nó rất là khó qua. Dùng máy ngang thì không có thể đứng để xoay trở được. Chấp mà em mấy câu trước luôn. Bữa anh cũng có quăng ở đây nè mà nó không ăn. Lúc lùm. Có hả? Mấy cái đường mương rất là đẹp luôn nè. Rồi bây giờ bắt đầu mình vô mồi xuống càng thôi. Nè mấy anh em câu nhá thiệt nha. Hôm nay mình sẽ câu bằng nhá thiệt nha. Đây, nhá thiệt thì các bạn biết móng móc này. Móc ở bên trái thì móc ở trên bên phải. Ủa nhá này nhá giả chứ để nó không thì tội nghiệp. Ồ. Mình nãy giờ chơi xuống cần nó em nó xuống. Rồi ok. Bữa anh cũng có quăng mương nè mấy cái nè. Gì? Quăng mà nó không ăn. Bữa đứng đây anh quăng luôn nè. Táp đùng đùng không? Anh đây. Chưa hả? Kệ có bước rồi được rồi. Dính không? Tu mẹ tay cái đâu tay cái. Nước bên bãi cũng cạn luôn hả? Yeah. Cuối cùng có là Trường ơi. Cuối cùng cũng có rồi. Yeah. Gì? Cũng trọng ạ. Gì? Gì? Cũng trọng chứ. Con y rinh nãy giờ. Tiếp tục thôi. À mọi người ơi, thì
Hồi nãy câu cái nhái nãy giờ cái ao này nó không ăn thì giờ mình được chuyển sang cái con cá sắt nha. Con sắt 5 gram. Đó, lớn luôn kìa. Đồ á à, giờ ăn cá sắt ta. Được rồi, nó ăn sao? Rồi. Hồi nãy quýnh không ăn, giờ quýnh hai đường hai con ăn. Chuyển ngay cá sắt. Mọi người ha. Rồi, mới tiếp tục xuống cầu thôi. Ôi đúng rồi, nó táp lạ. Ngồi sao cá sát ha. Nó táp trong tới bờ luôn á. Gì? Hay có. Yeah. Hai tháng nữa lên. Trời ơi. Thấy vậy? Thấy nó bay à. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái chém rồi nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha. Video cũng khá dài rồi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để có những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.